Đây là chiều cao của một nhóm người có cùng độ tuổi là biến ngẫu nhiên x tuân theo phân phối chuẩn với kỳ vọng là 165 cm và độ lệch chuẩn là 5 cm. Câu A, tính xác suất để một người trong nhóm trên có chiều cao trên 170 cm. Câu B, tỷ lệ những người có chiều cao dưới 150 cm. Rồi, cảm ơn em. Thì ở đâu cái bài nó mất tiêu rồi đây. Thì cái này là nó liên quan đến phân phối chuẩn nha. X là biến ngẫu nhiên chỉ chiều cao một người mà mình chọn ngẫu nhiên trong cái nhóm này đó. Thì X nó sẽ có phân phối chuẩn với cái kỳ vọng là 165 và độ lệch chuẩn là 5. Tức là bài này em phải nhớ lại cho thầy là cái phân phối chuẩn rồi đó. À, nhớ cho thầy phân phối chuẩn. Phân phối chuẩn thì nhắc lại công thức phân phối chuẩn nè. Nếu như mình có x gì ta chạy nếu như mình có biến ngẫu nhiên biến ngẫu nhiên x này mình có luật phân phối chuẩn mi sigma bình phương không à. Thì xác suất là x nó lớn hơn a là nó theo công thức nào các em? 1 trừ cho phi a đúng không? Phi a trừ mi chia sigma đúng không? Công thức này. Thì lúc nãy công thức này thầy có ôn lại cho các em rồi, ha. Thì chiếu lại lại công thức này. Thì chỗ phân phối chuẩn này. Không? Thì công thức chỗ dấu dấu cộng thứ hai đó, dấu cộng thứ hai đó, không? Và cái hàm phi là nó nằm ở đâu? Hàm phi là nó nằm ở trong công thức này. Cái chỗ cái bảng số số 2. Để thì mở cái bảng nó ra. Đây là cái bảng số 2 nè. Giá trị hàm phi ha. Thế thì mình sẽ giải cái bài này theo bằng cách là mình tra bảng. Mình tra bảng. Và cách thứ hai là bấm máy. Thì thứ nhất là mình giải câu A ha. Hiện đây nó kêu là xác suất để một người trong nhóm trên có chiều cao trên 170 170 cm. Đúng không? 170 cm. Thì xác suất nó sẽ bằng công thức nào em? Mình áp dụng công thức ở bên đây thì mới vừa ghi nè, xác suất x lớn hơn 170 thì bằng 1 trừ phi của 170. Không? 170 trừ 165. Trong cái bài này á, thì cái phi của nó cái mi của nó là 100 ở bài này thì mi nó bằng 165 ha. Ở bài này là mi bằng 165. Và cái sigma tức là cái độ lệch chuẩn của nó đó. Độ lệch chuẩn là cái sigma nghe các em. Sigma bằng 5. Ha. Là con số này nè. Đó, các em lưu ý nè, cái này là mi nè. Này là sigma nè. Kỳ vọng ha, kỳ vọng. Độ lệch chuẩn đó, em lưu ý là độ lệch chuẩn là sigma ha, và áp dụng công thức này nhiều em là áp dụng sai đó, là chỗ này là để 5 bình phương là nó sai chớp quớt rồi, hoặc là có em để là căn 5 là sai, chỗ này nó phải là vị trí của sigma, 5 bình phương là phương sai rồi đúng không? Thì bây giờ nếu mà mình tra cái bảng số 1, anh xin lỗi bảng số 2, thì em thấy là cái phi 1 của mình là ra nhiêu? Phi 1 là 0,8413 đúng không? Phi 1 là 0,8413, em lấy 1 trừ phi 1 là 0,8413 là nó ra được con số này là 0,1587 đúng chưa? Thế bây giờ nhiều em thắc mắc là thầy ơi, bấm máy sao không? Bấm máy, bấm máy thì hôm trước thầy có chỉ rồi đó, thì em bấm là menu 61, bấm AC
rồi chọn option mũi tên xuống số 4, số 1 là phi 1 nè các, phi 1 nè. Nhưng mà ở đây mình lấy 1 trừ phi 1 phải không? Thì nó ra 0,1587. Tức là bấm máy cũng được mà tra bảng cũng được. Bây giờ mình làm cái câu B là tỷ lệ những người có chiều cao dưới 1m5. Tỷ lệ những người có chiều cao dưới 1m5. Tức là mình tính đầu tiên mình tính xác suất x dưới 1m5 150. Thì mình áp dụng cái công thức lúc nãy. Công thức phân phối chuẩn của mình là xác suất để mà x nó bé hơn bằng b là bằng phi của b trừ mi chia sigma đó các em. Công thức này đúng không? Thức này nè. Đó, mình áp dụng qua đây. Thì nó sẽ bằng phi của, mặc dù ở đây nó không có dấu bằng cũng nó cũng đúng rồi các em. Tại vì đây là biến ngẫu nhiên liên tục rồi. Thì phi của 150 trừ 165 chia 5. Nếu như em chỗ này, nếu như em tra bảng, em tra bảng thì em phải nhớ cho thầy cái công thức là cái gì? Nhớ thầy công thức là phi của trừ x bằng 1 trừ cho phi x. Như vậy thì phi của trừ 3 thì bằng 1 trừ cho phi 3. Không? Và như vậy thì nếu như em tra bảng thì em sẽ tra cái phi 3 thôi. Em tra phi 3. Phi 3 là chỗ này các em. Là 0,9987 đúng không? Đó, và mình lấy 1 nè trừ cho 0,9987. 87. Thì nó bằng 0,0013. Đúng chưa? Mình tra bảng là mình thừa nhận kết quả này. Là 0,0013. 0,0013. Được chưa? Đó, bây giờ mình muốn sử dụng kết quả bấm máy tính. Mình sử dụng kết quả bấm máy tính thì mình sẽ bấm trực tiếp. Mình bấm trực tiếp cái phi của trừ 3 luôn. Đây, thì trong máy tính của mình chế độ thống kê một biến sẵn nè. Thấy không? Mình bấm option mũi tên xuống. Số 4, số 1, mình bấm vô trừ 3 vô. Thì kết quả của nó là 0,0014. Nó sai khác hơn này tại vì cái máy tính của mình thực chất là nó làm tròn tới 5 chữ số, nhưng mà mình là cho nó làm tròn 4 chữ số thì nó sẽ cộng lên thêm một cái nữa. Thấy không? Đấy, thì alo. Em bấm máy tính em bấm sau nó phi của trừ 3 nó ra 1.35 nhân 10 mũ trừ 3. Thì cái đó là do cái chế độ mình chọn thôi. Em chọn cái chế độ là cài đặt á. Cài đặt nè. Số 3 nè phải không? Em chọn cái chế độ viết bình thường số 3 đó. Em chọn số 2 đi. Em bấm mà. Bấm nó ra cái gì? Kết quả vẫn đúng luôn. Hả? Rồi kết quả bấm vậy nó là vẫn đúng luôn. Ờ thì vậy là đúng, 10 mũ trừ 3 có nghĩa là 0,0035. Là 3,35 mà nhân cho 10 mũ trừ 3. Phải không? Thì nhớ như là mình sẽ chọn cái chế độ cài đặt á. Lúc nãy là option phải không? Số 4 nè, số 1 nè. Bấm trừ 3 vô. Hiện ra kết quả gì? À, cái này là làm tròn theo kiểu bình thường, nó theo cái mặc định của máy nè. Đó, bây giờ mình mới ví dụ như em chọn chế độ cài đặt đi. Số 3. Số 3. Em chọn số 1. Bấm cái này lại coi. Thì nó ra là 1,35 nhân 10 mũ trừ 3 này đúng không? Đó, nếu em chọn số 1 thì nó ra cái ký hiệu 10 mũ trừ này. Còn chọn số 2 thì nó ra số luôn. Các em có hiểu không? Đó. Thì bây giờ thì cái xác suất này nó chính là tỷ lệ những người có chiều cao dưới 1m5 đó nha. Xác suất này nó chính là tỷ lệ những người có chiều cao dưới 1m5. Tức là mình sẽ có tỷ lệ những người có chiều cao dưới 1m5 là 0,13%. Được chưa? Đó là cái bài tập câu số 2 này mình áp dụng phân phối chuẩn đó các em. Phân chuẩn. Này là một khách hàng mua xe tại một đại lý. Nếu xe có sự cố kỹ thuật thì được quyền trả xe trong vòng 3 ngày sau khi mua và được lấy lại nguyên số tiền mua xe. Mỗi chiếc xe bị trả lại như thế làm thiệt hại cho đại lý 250.000 Việt Nam đồng. Có 50 xe được bán ra,
xác suất để một xe bị trả lại là 0,1. A. Tìm kỳ vọng và phương sai của số xe bị trả. Tính xác suất để có nhiều nhất hai xe bị trả lại. B. Tìm kỳ vọng và độ lệch chuẩn của tổng thiệt hại mà tổng đại lý phải chịu do việc trả lại xe. Rồi, cảm ơn em. Thì cái bài này thì nó liên quan đến cái phân phối nhị thức các em. À, thì ở đây là cứ mỗi chiếc xe gì bị trả lại là xác suất 0,1 mà có 50 xe gì đâu được bán ra. Vậy thì mình sẽ có cái quá trình Bernoulli, cái phân phối nhị thức á. Phân phối nhị thức với tham số là nhiêu? N là bằng 50 và B là bằng 0,1. Yeah. Thì ở đây là cái B là bằng 0,1 các em. Và cái quá trình Bernoulli của mình là gọi x là biến ngẫu nhiên. Chỉ số xe bị trả lại thì x nó có phân phối nhị thức với cái tham số n bằng 50 và b là 0,1. Đúng chưa? Bây giờ với cái phân phối nhị thức như thế này thì cái kỳ vọng là nhiêu? Kỳ vọng và phương sai này là các em sẽ coi là cái công thức kỳ vọng phương sai cái chỗ phân phối nhị thức ở đây này. Phân phối nhị thức. Đúng không? Kỳ vọng của nó là NB nè. N nhân B. Và phương sai là N nhân B nhân Q. Ở đây Q là 1 trừ B. Đúng chưa? Đấy, thì mình áp dụng vô đây thì mình sẽ được là gì? Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này là bằng kỳ vọng của nó bằng 5. Tức là nếu mà em bán ra 50 xe thì trung bình nó sẽ có 5 xe bị trả lại. Đúng chưa? Và phương sai của số xe trả lại là 4,5. Q là 1 trừ B nữa các em, ở chỗ này mình ghi là 1 trừ B luôn không? Đấy. Thì bây giờ nó tiếp theo là mình tính xác suất có nhiều nhất hai xe bị trả lại, có nghĩa là số xe trả lại từ hai xe trở xuống. Thấy không? Thì xác suất có nhiều nhất hai xe bị trả lại nè. Thì nó theo công thức này. Và ở đây là mình sử dụng máy tính cái máy của mình ở chế độ menu 1 đó, mình bấm cái tổng này ra luôn, mình bấm shift nè, cái tổng này ra. Bấm nhập công thức này vô. Q là 1 trừ B mà nó ra là 0,9 đó các em, 0,9. Mũ n trừ trừ ít ha, trừ ít n là 50 đó. Thì ở đây mình cho ít nó chạy từ 0 đến 2, tức là xác suất này từ 2 trở xuống này, phải không? Xác suất từ 2 trở xuống thì nó ra được con số này. Em làm tròn 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy thì bấm shift mod nè, rồi số 3, số 1, rồi em chọn số 4, là làm tròn 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy thì nó ra kết quả như thế này. Đây là xác suất là có nhiều nhất hai xe bị trả lại nha em. Câu A này nó hỏi hai ý, ý thứ nhất là tính kỳ vọng phương sai và ý thứ hai là tính xác suất. Bây giờ mình sẽ tìm cái kỳ vọng của và độ lệch chuẩn của tổng thiệt hại mà đại lý phải chịu do việc trả lại xe. Đúng chưa? Thì thiệt hại do tổng đại lý trả mình gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ tổng thiệt hại mà đại lý phải chịu do việc trả lại xe. Thì cứ một xe đó bị trả lại thì thiệt hại 250.000 đồng. Nhưng mà bây giờ mình có ít xe bị trả lại. Vậy thì thiệt hại nó sẽ là Y nó sẽ bằng 250 nhân ít. Và muốn tính kỳ vọng của Y này đó, kỳ vọng của Y thì theo công thức nó sẽ bằng 250 nhân kỳ vọng của ít, không? Thì ở đây là cái công thức của mình là áp dụng cái công thức này các em. Kỳ vọng của A ít cộng B, không? Kỳ vọng của A ít cộng B nó bằng A nhân kỳ vọng của ít cộng B. Áp dụng công thức này, tính chất này, áp dụng tính chất này vô đây. Thì mình sẽ có được là 250 mà mình nhân cho 5, tức là e ít là bằng 5, đúng không? Là nó bằng là 1.250, đơn vị là ngàn đồng. Như vậy thì nếu mà mình đọc cái số này thì nó là 1.250.000 đồng. Thì tổng thiệt hại, tức là thiệt hại trung bình đó, thiệt hại trung bình của đại lý là 1.250.000 đồng. Đấy, bây giờ
độ lệch chuẩn của thiệt hại. Cái này nó kêu tôi độ lệch chuẩn của tổng thiệt hại nè. Thì độ lệch chuẩn của tổng thiệt hại là cái gì? Sigma y. Sigma y thì bằng căn bậc 2 của DI. Mà DI á thì nó ra cái gì không? Công thức của mình nè, DI, D của AX cộng B thì bằng A bình phương DX. Thì em lấy cái căn bậc 2 ra thì nó sẽ ra là cái gì? Mình có cái tính chất của cái độ lệch chuẩn đó, em nhớ cho thầy là độ lệch chuẩn của AX cộng B nó sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A nhân cho độ lệch chuẩn của X. Cái này mình nhớ công thức này. Không? Thì bây giờ cái độ lệch chuẩn của cái giá trị tuyệt đối của 250 là ra 250 luôn nè, ra 250 luôn. Và độ lệch chuẩn của X nó chính là căn bậc 2 của DX. Đúng không? Mà căn bậc 2 của DX là bằng 4,5. Đúng không? Đó, tức là 250 nè. Em nhân cho căn bậc 2. Căn bậc 2 của 4,5. Thì nó ra con số là 530,33. Thì mình đã làm xong câu B là tìm kỳ vọng và độ lệch chuẩn của tổng thiệt hại. Đúng không? Đấy thì ở đây là thầy đã hướng dẫn cho em tới cái bài số 3 của cái bài tập chương 23. Chương 23. Tức là chương 2, chương 3 này là chỉ cho các em 10 10 bài này thôi đó. Thầy hướng dẫn tới bài số 3, còn cái bài số 1 này đó là đã hướng dẫn trước đó rồi, đưa đưa lên YouTube rồi. Và trên YouTube hiện giờ là thầy có cái bài số 6 luôn, có hướng dẫn cái bài số 6 luôn. Đấy không? Còn những cái bài như là số 4, số 5 thì nữa